Điện Biên cách Hà Nội khoảng 450 km. Du khách có thể đến bằng đường bộ hoặc đường bay. Phương tiện di chuyển thuận tiện nhất để đi lại trong tỉnh là ô tô gầm cao hoặc xe máy. Đến Điện Biên vào tháng 3, du khách có thể tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của hoa ban nở rộ trên khắp các đồi núi. Cảnh sắc thiên nhiên này tuyệt đẹp khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy hài lòng và thư giãn. Các điểm nhiều hoa ban ở thành phố Điện Biên Phủ, bao gồm xã Thanh Minh, đoạn đầu vào thành phố Cổng Trào, đường Canh tả Chùa Linh Quang, khu hầm đờ cắt gần cầu Mường Thanh, đường vào Nghĩa Trang Tông Khao và bậc thang lên tượng Đài Chiến Thắng Điện Biên Phủ, đều là những vị trí có nhiều hoa ban được trồng thành hàng dài hai bên đường. Những cánh hoa ban lớn, tròn, được bố trí kín đáo và tinh tế trên những cành cây dài, tạo thành một màn trắng tuyệt đẹp, phủ đầy những cành cây rậm rạp bên đường. Ngoài ra, một địa điểm trồng nhiều hoa ban nữa ở Điện Biên là cửa khẩu Tây Trang. Từ thành phố Điện Biên phủ, du khách cần đi theo quốc lộ 279 khoảng 35 km để đến Tây Trang. Ngày trước khuôn viên cửa khẩu, du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác đẹp tuyệt vời khi ngắm nhìn hàng nghìn cây hoa ban nở rộ bên đường. Trên đường đi, rừng hoa ban trắng trên đồi núi cùng khu vực bản Na Ư cũng là những điểm đến đầy sắc màu và tuyệt đẹp khung cảnh tự nhiên hùng vĩ tê tắn cùng với hương thơm dịu nhẹ của hoa ban sẽ khiến du khách có một trải nghiệm tuyệt vời. Du khách cũng có thể tìm đến cung đường từ huyện Mường Trà sang huyện Mường Nhé để ngắm hoa ban. Khu vực nổi tiếng với vẻ đẹp của hoa ban là bản nà sự nằm trên quốc lộ 4 giờ dọc trục đường thuộc tiến Mường Nhé. Ngoài ra, du khách có thể đến các rừng ban trắng tại Tù Thàng, huyện Tù Chùa, Chiêu Ly, xã Sa Long, huyện Mường Trà, Bản Dư O, huyện Điện Biên Đông, hay Nậm Cấm, huyện Mường Ảng, để chụp những bức ảnh độc đáo và tuyệt đẹp. Hàng cây hoa ban trải dài uốn lượn theo khúc cua, với những cây toàn hoa hoặc đan sen lá, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt vời. Một điểm đặc biệt của những nơi này là vì xa thành phố nên không quá đông đúc, du khách có thể thoải mái che chin và tận hưởng không gian yên tĩnh, hòa mình vào thiên nhiên. Ngoài ra, du khách có thể ghé bốn rừng ban trắng để có những bức ảnh đẹp là Tù Thàng, huyện Tù Chùa, Chiêu Ly, xã Sa Lông, huyện Mường Trà, Bản Dư O, huyện Điện Biên Đông, hay Nậm Cấm, huyện Mường Ảng. Thị xã Mường Lây, cách thành phố 100 km đi theo quốc lộ 12 cũng là nơi hoa ban đang nở đẹp. Ngoài chụp ảnh cùng hoa ban, du khách đến Điện Biên tháng 3, 4 có thể tham gia các lễ hội truyền thống khác như thành bản phủ tưởng nhớ tướng Hoàng Công chất Tết té nước, lễ sen bản cúng cầu an đầu năm mới của người Thái, lễ cha hạt của người Khơ Mú.